trại bò tư chiến á, nay ngày 27 tháng 7 năm 2020. Mình về trại mình có 6 bò lỡ anh em. Đây, con số 16 là con bò 9 tháng. Mình bắt bò là cái con bò ba B này quá trời xương, dàn xương anh em, dàn xương to. Lưng đòn quá trời luôn. Nè, game vai lưng đít chà bè đây. 6 con bò lỡ cực quýt luôn. Con 9 tháng là con bò ba B. Đây, quay tổng thể hết cho nên xem phần đầu của thằng game vai thằng lưng á, mới về nó ăn ghê. Này. Mới về nó ăn rất là tốt. Đây, con này số 16 là bò 3B, con số 17 là 9 tháng 3B, còn rất là dài, lít chà bè đấy, lưng nó mấy con bò này lưng lít quá trời. Con số 18 là 9 tháng, ba con này là 11 tháng rưỡi, mình tính 11 mình giáp năm, quá trời con bò này 130 bò. Con số 19 là 130 bò. Con số 21 là 84 bò. Con số 21 là 170 kg. Mấy con bò này nếu tính ký hơi nó là con bò này số 21 này là nó tầm trong mình nó vào khoảng 300 kg hơi trở lên. Quá trời. Này con bò này còn tơ trong nên con bò này đủ đúng sức nó, con bò này bán phải là 85 triệu. Này, con bò này đủ đúng sức nó là đúng nó đây, thời điểm này nó đang phát triển mà. Trời ơi cái lưng không băng hình như cái súng à. Em hình thấy hình như cái súng á. Đít. Ba bê cơ bắp. Con này có số 21 là ba bê cơ bắp. Quá trời luôn nè. Cục đó. Xương rất là to ha. Nó đứng lên tới cái lỗ hổng là ngực mình á. Ngực mình đứng ngay cái lỗ hổng, cái lỗ hổng ngực mình luôn. Ba bò này đứng lên tới lỗ hổng ngực rất cao ha. Mấy bò này tầm cao dốc cao đang là bò lỡ. Con số 21 là con bò này tính từ ngày sinh đẻ của nó tới đây là nó là 12 tháng giáp năm. Quá trời. Con số 20 là con baby bông rất đẹp, xương cối luôn anh em, xương cối luôn. Bò này em có xài bò nọc thì trong này có 3 con. Con số 21 đạt chuẩn nọc 100%. Xương cối đặt từ đầu đến bao của anh em là con bò này đạt chuẩn 100% nha. Từ đầu tới đuôi luôn, không có thiếu cái điểm nào hết. Ok hết. Con số 20 cũng vậy luôn, hình thẳng băng xương cối. Con số 19 lên đít chè bè luôn, nó tương tự như giống như cái hình nó giống y như con bò số 21. Còn ba con này chỉ dấu béo không chứ không xài độc được anh em. Ba con bò này có số 16, số 17, số 18 xài độc được, xài mình vỗ béo chứ không xài độc được. Mình vỗ béo cũng đạt chuẩn luôn mà có không xài độc được cái hình thùng. Bò hình thùng là không xài độc được. Đó, con bò xài độc phải hình gân, hình đúc, hình đe, hình thẳng. Tướng như thẳng băng như cái súng á. Hình rất khéo. Hai chân sau thẳng băng, nhượng thẳng. Hai chân trước gối mới thẳng mới xài nọc được, đặt chuẩn nọc 100%. Con bò này ba con bò này còn ba con đứng ngoài 9 tháng là để mình vỗ béo nha, vỗ béo vẫn đạt luôn. Mấy con bò này tầm dốc cỡ này mình nuôi, người ta nuôi sẵn mình nhờ lúc này về nuôi là phát lên tốc độ luôn. Cái con bò bê cơ bắp này mấy anh em về mấy anh em nuôi tầm 60 tháng nữa là tầm bò này bán phải 80 triệu ngoài hết biết hình. Mình nó về khoảng 170 kg. Có trời, con bò này lú cu rồi, con bò này về phóng liền luôn, bò này về xài liền luôn. Bò số 21 xài liền ha. Con bông cũng vậy luôn. Con số 19, 20, 21 là ba con bò lỡ. Con 21 này là giáp năm, tính từ ngày sanh đó. Là nó giáp năm nè. Đó, con số 20 này là 11 tháng, con số 19 11 tháng. 11 tháng rưỡi mình tính 11 tháng thôi. Con số 18, con số 17, con số 16 là 9 tháng. Có 6 bò lỡ. Còn cái lô bò 8 tháng mình hồi chút xíu quay riêng cho anh em xem ha. Con số 16 là con 3B 9 tháng.
anh em nếu có điều kiện thì đến trại xem. Thời gian thì điều kiện trại xem, nếu không có thời gian đi thì anh em gọi đến con bò số nào thì mình đã biết ngay bò đó là số gì á, bò gì. Mình báo giá cho anh em luôn. Thì nếu mà có thời gian đến trại xem, không có thời gian thì chốt giá xong mình chở giao cũng được ha. Một con cũng giao, mà hai con cũng giao, ba con, năm con, bảy con cũng giao luôn. Con số 9 là con số 16, 3B. Con số 17 là 3B. Con số 18 là 3B, 9 tháng. Ba con này 9 tháng nha. Hai con này là con số 19, số 20 là 11 tháng. Trong mình nó khoảng 130kg lô lên đó em. Hai con bò này có 19, số 20, 130kg lô thịt lô lên. Nếu mà tính ký hơi, phải 250kg. 250kg hơi. Còn cái con này, con số 21 này là 170kg thịt. Trong mình nói bây giờ 170kg thịt. Còn tới trong con bò này, mấy con bò này nó đúng sức nó bán 80 triệu ngoài. Xương rất là to. Xương to đòn dài hết, rít và bè. Con bò cơ bắp này anh em thấy nè. Quay tổng thể cho hai chân sau ha. Thấy quay xa cho anh em, kéo cái máy ra 4 mét cho anh xem ha. Đòn rất là dài, bao đòn anh em ha. Bao đòn xương, dàn đòn nè, to nè. Dàn đòn dài nè, xương to nè. Sân lưng rộng nè. Đùi lên cục cục ha, nên em thấy cái bản đùi nó thối thắt không. Con này đòn rất là dài. Con số 21 đòn rất là dài, con số 20 cũng vậy luôn, cũng đòn dài luôn. Con số 19 đòn dài luôn. Con số 18 đòn cũng dài luôn, con số 17, con 16 thì ba con này con 16, 17, 18 thì dỗ béo chứ không xài nọc được. Chỉ con 19, số 20, số 21 là ba con này xài nọc. Chuẩn trăm trăm. Đặt chuẩn trăm trăm. Đòn rất là dài, xinh cối luôn. Đây, con số 19 là ba bay đen. Con số 20 là con ba bay bông. Con số 21 nó đen xì lì, nhưng mà ở dưới cái dậu nó có hơi bông, điểm bông tí. Đó, điểm bông ba bay, phải bông bông không ấy. Đó, dần dậu, cái coi dần dậu nó dưới đó ba cái gì? Bông, cái súng nè, anh em thấy súng không? Súng to, súng dài ha. Đó, hai bộ giấy rất đều, hai giấy rất đều. Súng đít chà bè luôn. Đặt chuẩn trăm trăm đi xài nọc ha. Bổ béo vẫn được luôn. Nếu mình không xài nọc thì bổ béo vẫn được. Mình giao cái giá bằng cái giá để vô bổ béo chứ không có vào giao giá bò nọc ha. Mình anh em tùy, anh em muốn xài nọc thì để dễ xài, còn bổ béo vẫn xài. Đó. Trời ơi, con bò này quá trời. Đầu mùa tới cuối mùa gặp con đầu tiên. Không, đầu mùa tới nay mình mới gặp con này đầu tiên, quá trời luôn nè. Con bò cơ bắp. Đó, cơ bắp ha. Cái đít nó phụ lên cái thách bếp lần này. Cái lần đó là chế nước 2 ly nước không chảy. Quá trời. Con số 21 là tính từ ngày sanh tới giờ là nó là đúng 12 tháng. Còn cái con số 20 này là 11 tháng. Con số 19 là 11 tháng. Con số 18 là 9 tháng. Con số 17 là 9 tháng. Con số 16 là 9 tháng. Quá trời luôn rồi. Mấy con này mấy anh em gì nuôi tầm 7 tháng nữa, 6 tháng nữa là bán tầm 75 80 triệu lỗ lên. Con này tối thác rồi. Con này mà nếu mà mình được mình giao không được mình bỏ sao nuôi luôn. Bỏ mình nuôi trải nghiệm thử để đi làm nền con. Quá trời luôn. Con thấy con nào vào lại cực khoái luôn. Wow, mình thấy mình rất mê con bò này. Quá trời của năm. Là mới thấy bò, tôi bắt bò thường mà tôi thấy con bò này là không biết. Thành đó gần thấy kinh khủng không? Xương cối, dằn lưng, dằn đít, dằn vai là không có thiếu chỗ nào hết. Bò bông này cũng vậy luôn, đít chè bè luôn bò bông. Con số 20 cũng chè bè y rang con số 21. Con số 19 cũng y tương tự Iran con số 21. Con này đít chà bè hết. Còn con số 18 cũng đít chà bè mà nó có 9 tháng. Con số 17 9 tháng, con số 16 9 tháng. Lỡ lứa hết. Cái này mấy anh em có điều kiện bắt 6 con bò 3 con 9 tháng với 3 con 11 12 tháng này là vô nuôi tầm 6 tháng nữa mình xuất chuồng rồi. Bán tầm phải 75 80 triệu lên, xương rất là lớn. Xương cối luôn. Địa chỉ trại mình là Hương Lộ 19, xã Nhận Phú Tân, huyện Mũ Cà Bắc, gần nhà thờ ông Dầu, gần ủy ban xã Nhận Phú Tân. Mời anh em các tỉnh gần xa đến trại bò mình xem, rồi tham khảo,
thấy khoái bắt hoài cặp bò bộ béo chơi em, có xe nhà giao tận nơi cho anh em luôn. Quá trời cái lỗ bò. Có ai xài bò nọc á? Đạt chuẩn 100% luôn, con nọc xương tối, con ba bê hết anh luôn. Quá. Cơ bắp. Bắp bếp. Sáng giờ mình giao một xe về Dầu Tiếng, Bình Dương. Ở Đồng Nai chứ. Cái này Đồng Nai nó giao một xe chút xíu đang lên, còn cái lô này mới về. Bỏ xuống cối lên đít chà bè anh em. Con số 21 là con bò này tính từ ngày sanh đẻ đó, tới bây giờ là 12 tháng đúng không? Giáp năm. Từ ngày sanh nó tới giờ 12 tháng nè. Bò này giờ trong mình nó khoảng 170 kg. Còn con bò số 20 là 11 tháng. Số 19 là 11 tháng. Con số 18 là 9 tháng. Con số 17 là 9 tháng. Con số 16 là 9 tháng. Còn cái lô bò mấy đây 8 tháng mình quay riêng cho mấy em xem ha. Đây, 8 tháng ở đây. Đi. Con số 1 là 3B bông 8 tháng. Con số 14 là 8 tháng. Con số 2 là 8 tháng. Con số 4 là 8 tháng. Con số 5 8 tháng. Con số 15 là 8 tháng. Đi. Đi. Con Pháp này, con cái chì này là 8 tháng. Con số 1 8 tháng. Con Pháp 8 tháng đây. Con số 2 cái chì 8 tháng. Nguyên cái lô đây có 8 tháng anh em. Nguyên cái lô mình bò đây 8 tháng. 3B. Có hai con Pháp à. Còn con B. Con số 1 là con bò 3B 8 tháng, con số 14 8 tháng. Con số 2 8 tháng. Con số 4 là 8 tháng, con số 5 8 tháng. Con số 15 8 tháng. Con số 3 8 tháng, con số 1 8 tháng. Mấy con bò khi lú lú 8 tháng mình nói tròn 8 tháng luôn. Còn lô bò lớn ở đây. Biết cái lô bò lớn này. Còn rất là dài, con bò này 170 kg anh em, nếu tính ký hơi đó phải 370 kg ngoài. Ký hơi đó phải 300 kg ngoài á. 170-180 kg quá trời con bò này. Con số 21. Đặt chuẩn nọc 100%, con số 20 cũng vậy luôn, đặt xài nọc. Con số 19. Con số 18 là 9 tháng, con số 17 là 9 tháng, con số 16 là 9 tháng. Có 2 con 3 con là 9 tháng, 2 con 10 này 11 tháng. Con này là đúng giáp năm mà tính từ ngày sinh đẻ ha. Con bò kia cũng vậy luôn.